Chào mừng bạn đến với công ty Cao Su Lê Hùng Bắc Ninh, nơi chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm cao su tái chế từ lốp ô tô cũ. Với sứ mệnh bảo vệ môi trường và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự đa dạng và sáng tạo trong mọi sản phẩm. Gioăng cao su độc đáo, sản phẩm theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chuyên sản xuất gioăng cao su với nhiều biến dạng và tính năng độc đáo theo yêu cầu của bạn. Điểm mạnh của chúng tôi là máy ép đùn công suất cao, cho phép sản xuất các cấu hình cao su tùy chỉnh với nhiều kích cỡ và hình dạng đa dạng, từ cáp treo, dây o-zing, ống đến gioăng cao su hình vuông và hình chữ nhật. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chất lượng và hiệu suất hàng đầu. Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm đa dạng mà còn đặt chất lượng và hiệu suất lên hàng đầu. Nhân viên tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp và thiết kế độc đáo, bất kể bạn yêu cầu tiêu chuẩn đùn cao su dạng tấm, thanh hoặc theo bản vẽ thiết kế. Sáng tạo trong công nghệ pha chế và chế tạo. Chúng tôi tự hào về khả năng pha chế và pha trộn cao su chuyên nghiệp, kết hợp với việc chủ động thiết kế và chế tạo khuôn mẫu trên thiết bị tạo hình hiện đại. Đai niềng thường được sử dụng để cố định và cứu nước giữa hai bề mặt. Phớt, từ này cũng thường được sử dụng để chỉ gioăng, đặc biệt là trong ngành cơ khí và ô tô. Còn khi nói về các từ đồng nghĩa cho đệm và vòng đệm, chúng ta có bộ phận cách nhiệt. Các đệm thường được sử dụng để cách nhiệt hoặc cách điện trong các ứng dụng công nghiệp. Bảo vệ đàn hồi, đệm cao su cũng có thể được gọi là bảo vệ đàn hồi, vì chúng giúp bảo vệ các bộ phận khác khỏi tác động rung động. Nếu chúng ta nhấn mạnh vào những sản phẩm được chế biến từ lốp ô tô cũ, thì dưới đây là một số ví dụ. Mảng lốp tái chế. Lốp ô tô cũ thường được cắt thành các mảng nhỏ để tạo ra mảng lốp tái chế, được sử dụng cho mục đích trang trí, nghệ thuật và các ứng dụng khác. Miếng lót cao su. Cao su cắt từ lốp ô tô cũ có thể được sử dụng làm miếng lót cho sàn nhà hoặc công việc thủ công. Miếng đệm cao su cắt từ lốp cũ có thể được sử dụng làm bảo vệ cho các bề mặt trước tác động của đồ vật nặng hoặc rung động. Vòng cao su tái chế. Lốp ô tô cũ có thể được cắt và chế biến thành các vòng cao su tái chế. Chúng tôi rất mong muốn đem đến những sản phẩm cực tốt giá rẻ của công ty Lê Hùng, với phương châm chất lượng và uy tín làm điểm tựa đưa sản phẩm ra thị trường. Với mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất. Tâm niệm làm hài lòng cho mọi khách hàng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Đặt hàng nhanh, gọi điện đặt hàng mua qua alo của Lê Hùng 0936144646. Chúng tôi cũng cam kết bảo vệ môi trường bền vững bằng cách tái sử dụng lốp ô tô cũ và chế biến chúng thành các sản phẩm tái chế như mảng lốp tái chế, miếng lót cao su, vòng cao su tái chế, dây đeo và nhiều sản phẩm nghệ thuật và trang trí khác. Chúng tôi tin rằng việc này là một cách quan trọng để giảm thiểu lãng phí và bảo vệ môi trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng các sản phẩm chất lượng từ công ty Cao Su Lê Hùng Bắc Ninh, nơi sự đa dạng và sáng tạo gặp gỡ với chất lượng và hiệu suất, cùng sứ mệnh bảo vệ môi trường của chúng tôi. Chào mừng bạn đến với công ty Cao Su Lê Hùng tại Bắc Ninh, nơi bạn có thể tìm thấy những sản phẩm cao su đỉnh cao, đặc biệt là từ lốp ô tô cũ tái chế. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên sản xuất, phân phối sản phẩm cao su tấm, cuộn và cao su tái chế chất lượng hàng đầu, phục vụ cả bán buôn và bán lẻ. Sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự đa dạng và lựa chọn không giới hạn khi nói đến sản phẩm cao su. Những tấm và cuộn cao su tái chế từ lốp ô tô cũ của chúng tôi đạt độ bền và chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Điều này bao gồm cả cao su chịu nhiệt, cao su chống mài mòn, cao su chịu hóa chất, cao su EPDM và nhiều loại cao su khác. Tái chế bảo vệ môi trường. Chúng tôi tự hào về việc tái chế lốp ô tô cũ để tạo ra các sản phẩm cao su mới. Điều này giúp giảm thiểu lãng phí và bảo vệ môi trường, là một phần của cam kết của chúng tôi đối với sự bền vững.
22. Dạy nghề sáng tạo và chất lượng từ cao su. Chào mừng bạn đến với chương trình đào tạo nghề của công ty chúng tôi. Chúng tôi tự hào là những người sáng tạo trong ngành công nghiệp cao su và chúng tôi rất vui khi có cơ hội chia sẻ kiến thức và kỹ năng của mình với bạn. Học cách sáng tạo từ tài nguyên tái chế. Một phần quan trọng của chương trình đào tạo của chúng tôi là giúp bạn hiểu rõ về quá trình tái chế lốp ô tô cũ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chắt lọc giá trị từ tài nguyên này để tạo ra những sản phẩm cao su mới mẻ. Khám phá cách biến những vật liệu sơ khai thành gioăng cao su chất lượng cao. Kết hợp công nghệ hiện đại và thủ công tinh xảo. Chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn làm quen với công nghệ hiện đại và máy móc tiên tiến trong quá trình sản xuất gioăng cao su. Đồng thời, bạn sẽ được học tập và phát triển tay nghề thủ công tinh xảo. Công ty thương mại và dịch vụ Lê Hùng. Lời nói đầu tiên, thay mặt công ty Lê Hùng, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành đến quý khách đã dành chút thời gian quý báu của mình để tìm hiểu về công ty và những mặt hàng của chúng tôi. Điện thoại Lê Hùng 0936144646. Đặt hàng mua qua Zalo của Lê Hùng. Chúng tôi là nhà sản xuất và nhập khẩu và phân phối chính thức tại miền Bắc các mặt hàng vật liệu giá rẻ chất lượng tốt nhất hiện nay tại Bắc Ninh. Với phương châm chất lượng và uy tín làm điểm tựa đưa sản phẩm ra thị trường. Với mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh, dịch vụ hoàn hảo nhất, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Điều này cho phép chúng tôi thiết kế các hợp chất cao su đáp ứng các yêu cầu cụ thể về chất lượng và hiệu suất của bạn, đồng thời giảm thiểu chi phí tối đa để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Sản phẩm đa dạng cho mọi nhu cầu. Ngoài ra, danh mục sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng và bao gồm cao su chịu nhiệt, cao su tấm, thảm cao su FDM, cao su giảm chấn, cao su chịu dầu, cao su chịu mài mòn, cao su chịu hóa chất, axit, bọc rulo cao su, bọc bánh xe cao su, bọc bánh xe silicon, bọc bánh xe cu, bọc con lăn cao su, đai nghiền và phớt cho các ứng dụng đa dạng, tái sử dụng lốp ô tô cũ cho môi trường bền vững. Địa chỉ và liên hệ: Công ty Cao su Lê Hùng. Địa chỉ: Làn 3, Lô Áp Góc, dự án 4,6 ha, thị trấn Linh, Tiên Du, Bắc Ninh. Điện thoại: 0936144646. Hãy đến và trải nghiệm sự đa dạng, chất lượng và cam kết của chúng tôi tại công ty Cao su Lê Hùng Bắc Ninh. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm cao su tốt nhất và giúp bạn thành công trong mọi dự án. Bạn là sự tồn tại quan trọng của chúng tôi và chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng bạn.